đó là phút thứ 61 trận đấu giữa Arsenal và Crystal Palace. Tỷ số đang là 2 đều và tấm bảng điện tử được giơ lên bên ngoài đường biên. Số 34 hiện lên đỏ chót. Granit Xhaka biết rằng thời gian của anh trong trận đấu này đã hết. Đội trưởng của Arsenal bực bội giật chiếc băng ra khỏi cánh tay, tung nó về phía Pierre-Emerick Aubameyang. Anh không cần nó nữa, có một lọn tóc vương trên trán số 34 mà anh chẳng thèm vén lên. Xhaka nện thật mạnh bước chân của mình trên đường ra khỏi sân. Anh vẫy hai tay, anh khung bàn tay đưa lên tay, thách thức đám đông hãy chửi đi, chửi thật nhiệt tình vào. Granit Xhaka, đội trưởng của Arsenal, biết rằng hành động ném băng đội trưởng của mình là thật khó để chấp nhận, nhưng sẽ chẳng là gì với những thứ mà anh sắp làm sau đây. Đôi mắt của Xhaka thậm chí còn chẳng hướng vào người đồng đội trẻ Bukayo Saka khi hai người đập tay một cách hời hợt. Gương mặt rắn rỏi của anh hướng lên khán đài. Anh không hét, không gào lên, chỉ hất hàm và nhả ra hai chữ cút đi thật lành hướng về các khán giả. Xhaka bị tước băng đội trưởng 10 ngày sau đó. Còn huấn luyện viên Unai Emery chẳng cần phải giải thích nhiều. Lý do là quá rõ ràng, tương lai của Xhaka ở sân Emirates dường như đã chấm hết. Đã là phút bù giờ thứ tư trong trận derby Bắc London tại Emirates. Bóng đi vọt xa sau quả đá phạt của Gabriel Martinelli và trọng tài Anthony Taylor bình thản thổi tiếng còi mãn cuộc. Các cầu thủ áo đỏ chìm trong cảm giác thắng cuộc và cùng đắm mình trong niềm vui sướng ấy là Xhaka, cầu thủ tưởng chừng đã bị ruồng bỏ. Gần 3 năm sau ngày thảm họa đó, thật ngạc nhiên làm sao khi Xhaka vẫn ở lại đây tại Emirates này và là một phần không thể thiếu của đội bóng đang dẫn đầu giải ngoại hạng. Những nỗ lực phi thường đã đưa Xhaka từ một cầu thủ bị ghét bỏ trở thành bánh răng quan trọng nhất trong đội hình của Arsenal dưới triều đại của Mikel Arteta. Phải chăng bên cạnh yếu tố tinh thần, phải chăng Arteta đã tìm được điều gì đó ở chuyên môn của Xhaka, hay chính Xhaka đã tự nỗ lực hoàn thiện mình để trở thành một phần không thể tách rời của pháo thủ? Chúng ta hãy cùng đi vào phân tích. Dĩ nhiên, để hiểu được tầm quan trọng của Xhaka trong đội hình của Arsenal hiện tại, trước tiên chúng ta cần trả lời được hai câu hỏi. 1. Mikel Arteta đang xây dựng một hệ thống như thế nào tại Emirates? Và 2. Ông yêu cầu gì ở vị trí của Xhaka hiện tại? Sau khi hiểu ngọn ngành hai vấn đề này và những điểm mạnh của Xhaka, chúng ta mới có thể kết luận được về sự phù hợp của số 34 trong hệ thống hiện tại của pháo thủ. Trong thế giới bóng đá hiện đại mà mọi đội bóng lớn đều ưa chuộng khối tấn công 2-3-5 hoặc 3-2-5, Arsenal cũng không nằm ngoài trào lưu ấy. Có lẽ chúng ta không cần phải bàn luận quá nhiều về 2-3-5 nữa, bởi đó gần như là khối tấn công toàn diện nhất hiện tại. Với khối phòng ngự 2-3 đầy chắc chắn, đội tấn công có thể an tâm khi luôn có ít nhất 5 cầu thủ đội nhà trực chờ để bẻ gãy các đường tấn công của đối thủ. Trong khi đó, với hàng công 5 người, đội cầm bóng tự tin chiếm lĩnh được 5 lên theo chiều dọc, đồng thời kéo giãn được cự ly đội hình đối thủ và mở ra khoảng trống để tận dụng. Đi theo trào lưu ấy, khối đội hình 2-3-5 của Arteta ở Arsenal đang được thi triển và liên tục đem đến thành công cho pháo thủ, mà cụ thể là chuỗi thắng đầu mùa này đang khiến cho các Gunners phải than rét liên tục do đứng trên đỉnh bảng xếp hạng quá lâu. Với một khối thủ 2-3 chắc chắn bao gồm bộ đôi trung vệ, hai hậu vệ cánh bó vào trong cùng một tiền vệ trụ là Thomas Partey, Arsenal có thể tự tin triển khai hàng công 5 người ở phía trên mà vị trí của Xhaka có một dự phần vô cùng quan trọng. Vậy ở vai trò của Xhaka, Arteta mong chờ điều gì? Ở trong một thời kỳ bóng đá mà trung lộ luôn bị khóa chặt, hiệu quả trong việc tấn công biên sẽ luôn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác săn tìm bàn thắng. Vậy nên, ở vị trí chơi giữa winger và tiền đạo cánh, một tiền vệ như Xhaka sẽ không chỉ là một điểm nhận và phân phối bóng đơn thuần, mà còn phải biết cách hoán đổi vị trí sao cho hợp lý, mở ra không gian cho đồng đội hoặc tự di chuyển khai thác khoảng không. Xhaka không chỉ đơn thuần là một cầu thủ được đẩy lên chơi cho đủ người. Khác với những mẫu cầu thủ số 8 lai số 10 như Mason Mount, Xhaka không có điểm mạnh về tốc độ hay sự khéo léo thường thấy của một cầu thủ chơi gần khung thành. Tuy nhiên, những hạn chế ấy không làm giảm đi giá trị của cầu thủ người Thụy Sĩ. Xhaka vốn là một cầu thủ đá tĩnh, nhưng khi được huấn luyện viên yêu cầu, số 34 sẵn sàng thực hiện các pha di chuyển hoán đổi liên tục với đồng đội hoặc hút người. Cả hai bước di chuyển này đều mở ra không gian cho pháo thủ. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng những pha hoán đổi này yêu cầu một sự ăn ý nhất định giữa các cầu thủ. Nếu như không phải là Xhaka mà là một tiền vệ công khác, có thể nhanh hơn, khéo hơn, cũng chưa chắc đã ăn khớp được với những Gabriel Martinelli hay Zinchenko. Chịu khó di chuyển, sự linh hoạt khi được yêu cầu chính là điều khiến cho số 34 ăn điểm cho mắt huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Quan sát trong trận đấu với Crystal Palace, sự có mặt của Xhaka ở khu vực 1/3 giữa và cuối sân giúp Martinelli có nhiều không gian xử lý bóng hơn. Cụ thể, số 34 di chuyển chéo tiến về phía đáy sân và mở ra không gian cho người đàn em thoải mái cắt inside. Việc Xhaka giờ đây thường xuyên lượn lờ trong vòng cấm đối thủ cũng là một cách để kéo khoảng trống cho đồng đội. Ví dụ như tình huống này, Xhaka đã ghim lại Emerson Royal. Chính vì không có số 12 cánh gác nên khoảng trống ở cánh trái là cực kỳ nhiều cho Martinelli. Thomas Partey hoàn toàn có thể tính đến đường tung ra pha đảo cánh cho số 11. Không chỉ là hút người, Xhaka hoàn toàn có thể tự mình chạy chỗ và tận dụng không gian nếu thời cơ đến. Ví dụ trong trận gặp Bournemouth, số 34 sập thẳng vào khoảng trống sau lưng hàng thủ The Cherries và đón được phất bóng của Martinelli. Cơ hội không được mở ra ngay tức thì do Xhaka đã có một pha chạm một không như ý, nhưng ít nhất số 34 đã hoàn thành nhiệm vụ làm điểm nhận,
giúp đội nhà đưa bóng về khung thành đối thủ nhanh hơn. Việc Xhaka chịu khó di chuyển dù ăn điểm cho Matt Arteta, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ để giữ Xhaka trong đội hình chính của pháo thủ. Số 34 cần cố gắng nhiều hơn thế, cần làm được nhiều hơn là chỉ hoán đổi và hoán đổi. Cái nhiều hơn mà Xhaka đã làm được là gì? Là khả năng hỗ trợ kiểm soát bóng 1 và 2, là những tình huống tạo cơ hội từ khu vực half space và là những đường chạy sộc thẳng vào trong vòng cấm cực kỳ thông minh để tận dụng cơ hội. Đó mới chính là những gì giữ Xhaka lại với squad 11 người của đội bóng áo đỏ. Với một chiều cao tốt và sức mạnh thể chất có sẵn, Xhaka góp phần rất quan trọng cho việc kiểm soát các pha bóng bổng và giành quyền kiểm soát sau bóng 1 và 2. Hãy quan sát đường phát bóng của Aaron Ramsdale, bóng được nhắm tới vị trí của Martinelli và Christian Romero. Khi đó, Xhaka nhanh chóng băng lên chiếm lĩnh khoảng không giữa hai tuyến phòng ngự của Tottenham. Và khi bóng bật ra sau pha tranh chấp, số 34 của Arteta dễ dàng đón đưa bóng 1 và đưa tới vị trí của đồng đội. Tương tự với những pha phất dài từ bên đối thủ, Romero trong tình huống này đã có đường truyền dài nhằm cố thoát khỏi áp lực. Có thể quan sát thấy trong tình huống này, Xhaka đang ở một vị trí rất cao và gần với cắt tiền đạo. Sau khi Partey đón được bóng 1, bóng đến được chân Bukayo Saka sau hai đường truyền. Xhaka nhanh chóng di chuyển vào khoảng không duy nhất xuất hiện trong khối đội hình bị xô lệch của đối thủ. Nếu như đường tạt sau đó của Saka đi chính xác một chút, có lẽ bàn thắng đã đến sớm với đội chủ nhà. Có lẽ không có ví dụ nào tiêu biểu cho khả năng tạo cơ hội cho đồng đội của Xhaka hơn là pha kiến tạo cho Jesus trong trận đấu gặp Brentford. Xhaka với khả năng truyền dài của một chân điều tiết lối chơi, đi đúng đến cái đầu của Gabriel Jesus và bàn thắng thứ hai đến với Arsenal như một lẽ dĩ nhiên. Xhaka di chuyển trong vòng cấm giờ đây cũng nguy hiểm không kém ngoài vòng cấm. Như đã nói, với chiều cao và thể chất sẵn có, Xhaka có thể trở thành mối nguy trong vòng cấm và điều đó có nghĩa là số 34 đủ lợi hại để hút người. Và hút được người thì có nghĩa là mở ra không gian cho đồng đội. Hãy nhìn cách Xhaka di chuyển trong vòng cấm của Tottenham, cầu thủ người Thụy Sĩ đã hút theo sự chú ý của cả Romero lẫn Emerson và mở ra không gian cho Martinelli ở phía cột xa. Thậm chí ở một không gian hẹp như thế này, Xhaka vẫn có thể trở thành điểm hút người, đồng thời là điểm nhận cho đồng đội. Số 34 hút theo Joachim Andersen, mở ra một góc sút cho Jesus sau một pha đập nhà với cầu thủ người Thụy Sĩ. Xuất thân là một cầu thủ chơi trong vai trò kiến thiết lùi sâu, Xhaka vẫn luôn là một quân bài hữu dụng trong quá trình build up của cả đội mỗi khi cần thiết. Còn nhớ ở đầu mùa giải vừa rồi, khi hậu vệ trái của đội là Kieran Tierney là người được chơi dâng cao, còn Xhaka phải ở nhà để triển khai khối thủ 2-3. Cầu thủ người Thụy Sĩ đóng vai trò như một hậu vệ trái, góp phần giúp đội luân chuyển trái bóng một cách mượt mà hơn. Ở cuối mùa giải trước và giai đoạn đầu năm nay, cho dù vai trò trước đây của Xhaka đã có Zinchenko thay thế một cách hoàn hảo, thế nhưng khi cần, Xhaka vẫn có thể thay thế cựu cầu thủ Man City làm nhiệm vụ cũ. Khi di chuyển từ trung lộ về cánh và để Zinchenko di chuyển theo chiều ngược lại, Xhaka sẽ hút theo một cầu thủ đang canh gác trung lộ, mà cụ thể ở đây là Jefferson Lerma. Lúc đó passing lên sẽ lộ ra để số 35 nhận được đường tích tiến bóng từ chân của Gabriel Magalhaes. Dĩ nhiên, Xhaka không phải là mẫu cầu thủ hoàn hảo cho vị trí mà Arteta muốn, nhưng bằng sự cần cù và nỗ lực không ngừng nghỉ, Xhaka đã giành lại thứ thuộc về mình, đó là một suất đá chính trong đội hình của Arteta. Một vị trí khó thay thế mà nếu nói điều này vào 3 năm trước, sẽ có không ít người cười chê. Liệu rằng với phong độ xuất sắc hiện tại, Xhaka có thể góp phần đưa Arsenal hạ cánh trong top 3 mùa giải năm nay? Hay với tầm quan trọng này, liệu Arsenal có thể tìm được người thay thế hoặc xoay vòng cho cầu thủ người Thụy Sĩ? Hãy cho chúng mình biết ở bên dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thời lượng của video đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.